Rồi, chào bạn. Hôm nay chúng ta sẽ đến với cái việc đó là mình sẽ giới thiệu những cái thứ ở trong nhà Tùng có liên quan đến sửa chữa máy khò các bạn nhé. Thời gian này thì mình hạn chế sửa đồ kỹ thuật như là main hay vega. Đôi khi thì sửa một hai cái xem có kinh nghiệm gì chia sẻ cho các bạn. Cộng với kiếm tiền mua vé để đi chạy bộ thôi. Còn đây là tất cả những cái gì hiện tại đang có. Sắp tới thì mình sẽ nhập thêm những cái đồ liên quan đến cái khò để cho chúng ta có thể sửa chữa. Có những cái đồ cũ và có những cái đồ mới. Có những cái đồ cũ thì mình bắc máy ra. Ví dụ đây là cái tay khò này. Thì những cái này của chúng ta khi sử dụng thì nó hay bị cháy. Anh em sử dụng ấy thì đôi khi nó có hai trường hợp dẫn đến cháy. Một là cái dòng khò đó không có chế độ ngắt thì nó sẽ bị cháy mà anh em để gió thấp nhiệt cao. Hai là cái vỉ mạch nó bị lỗi thì nó sẽ bị tăng nhiệt lên ở cái tay khò và nó gây ra cháy. Anh em bắt đầu là băng dính thần trưởng để anh em bọc cho nó đỡ nóng tay. Thì đây, cái này mình có để thay thế đây. Cái thứ hai, mình chưa kiếm được đồ mới, chính là cái hệ thống gió, bơm gió của Quick 850A, hàng loại 1 nhé các bạn nhé. Đây này, đây là hàng Quick 850A loại 1 này. Thì nó dùng cái loại bơm này. Đây, cái bơm hình vuông này các bạn này. Còn cái dòng Quick 850A, hàng fake hay là hàng rẻ tiền hơn, hoặc rất nhiều các dòng máy khò rẻ tiền thì nó sẽ dùng hệ thống bơm như này. Bơm này thì có mới. Còn bơm này thì mình còn vài cái là hàng bắc máy ra. Còn cái bơm này cũng chẳng biết là tháo ở đâu nữa. Hình như cái bơm này là của Quick 850B đời Tống Mường Thanh gì đó thì mình không nhớ. Ngoài ra đây mình có rất rất nhiều mai so. Cái thứ hay hỏng nhất của máy khò. Ví dụ đây là mai so của Quick 850A hàng bắc máy này các bạn này. Đấy các bạn thấy chưa? Khi mai so đứt thì anh em chúng ta thường cuốn cuốn dây để nối nhưng mà nhiệt nó sẽ không còn chuẩn nữa. Thì cái trường hợp đứt mai so này cũng do chúng ta sử dụng thôi. Thường thì đôi khi các bạn khò ấy thì thường chúng ta để gió 2 và nhiệt chúng ta để khoảng 6-6,5 là ok. Nhưng đôi khi các bạn làm chipset thì gió các bạn giảm và nhiệt các bạn tăng để các bạn có thể thao tác trong một thời gian ngắn mà bi nó ăn. Hoặc là các bạn khò linh kiện nhỏ, các bạn mít gió và các bạn tăng nhiệt để các bạn khò thì cái mai so nó sẽ nhanh già và nó sẽ hỏng. Mà các bạn cuốn quấn thì nó không ổn định. Vì vậy là cái đồ này có bán nhé. Ở đây mình có khá nhiều cái dòng mai so. Thì mình sẽ úp lên web No 2. Sau đó các bạn cập nhật vào nhé. Của cái dòng khò Godox này các bạn này. Đây. Và những cái mã mai so mới thì mình sẽ cập nhật sau. Nhưng thời gian tới nhà mình làm khá nhiều máy khò Godox. Vì vậy mình sẽ nhập mai so trước những đủ dạng để có thể bán và cũng bảo hành. Tiếp theo là một cái vỉ của dòng khò Quick 850A hàng bắc máy loại 1 nhé các bạn nhé. Loại 1 là như nào? Cái đơn giản dễ hiểu nhất là loại 1 Quick có giá tầm 1,8 triệu, tùy các bạn mua số lượng hay là mua lẻ tẻ. Còn Quick Fake thì cái vỉ này nó sẽ không dùng chung các bạn nhé. Quick Fit thì khi chúng ta dùng, chúng ta xách thì chúng ta có cảm giác nhẹ hơn. Đây này, giữa hai cái bơm nó đã khác nhau rồi các bạn này. Đấy. Đó là những thứ hiện tại nhà Tùng đang có. Và thời gian tới thì mình sẽ tiếp tục cập nhật những cái tool để cho anh em ta sửa chữa tất cả những cái đồ dụng cụ sửa chữa của chúng ta. Các bạn cần hàng gì, tìm kiếm hàng gì thì các bạn vui lòng inbox Zalo của mình số 0906 hoặc truy cập no2.vn để tìm mã sản phẩm các bạn nhé. Cảm ơn các bạn.